Tại em sao mà em hay nói nhiều về cái mảnh lông knockout đọt này, em làm rất là nhiều cái video để nói về cái mảnh lông knockout đọt này trong cái giai đoạn bà con làm bông, trong cái giai đoạn bà con nuôi trái. Nếu như cái vườn sầu riêng của bà con có hiện tượng chớm đọt thì bà con hãy sử dụng cái mảnh lông knockout đọt này để hãm đọt lại nha bà con. Cái mảnh lông knockout đọt này rất là hay, rất là hiệu quả. Nhiều bà con trồng sầu riêng, trồng mít ruột đỏ và các loại cây ăn trái cần cái sự hãm đọt trong cái giai đoạn làm bông, trong cái giai đoạn nuôi trái, bà con sử dụng rất là hiệu quả. Cái màu vàng vàng của cái chai mà mảnh lông knockout đọt này mới nãy em đã rót ra, em cũng review rất là nhiều lần, bây giờ em rót lại. Và sẵn luôn cái sản phẩm kali và silic, cái hoạt chất kali và silic ở trong cái sản phẩm mà mảnh lông knockout đọt này giúp cho đọt chúng ta, cái cây của chúng ta nó đứng ở trong cái giai đoạn làm bông. Đoạn giai đoạn làm bông mà nó đọt nó đi thì tất nhiên là sẽ không ủ mầm bông hiệu quả được. Thế nên chúng ta phải hỗ trợ knockout đọt nha bà con. Cái tiếp theo nữa là trong cái giai đoạn sổ nhị, đặc biệt như sầu riêng trong giai đoạn sổ nhị, nếu đọt đi thì cái tỷ lệ mà rụng là hơi bị nhiều, nên bà con cũng khống chế nó để chống cạnh tranh dinh dưỡng nha bà con, chống rụng những cái mà chúng ta không mong muốn. Cái tiếp theo nữa trong cái giai đoạn nuôi trái sầu riêng, trong giai đoạn nuôi trái nếu đọt đi thì tất nhiên nó sẽ bị méo trái, đọt đi nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và rụng trái. Bà con lưu ý cái vấn đề, nên chúng ta làm gì, làm tốt cái nhiệm vụ nào chúng ta cứ tốt cái nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ của khống chế đọt có mảnh lông knockout đọt, và đặc biệt ở mảnh lông knockout đọt có kali và silic. Thì trong cái giai đoạn nuôi trái nữa này bà con, chuyển cơm đó có kali đúng không bà con, nó sẽ hỗ trợ nuôi trái, kim hãm sự phát triển của đọt và hỗ trợ nuôi trái, giúp cho trái tròn đều đẹp và nặng ký. Đặc biệt là cái vấn đề sượng thì bà con hơi lo lắng, thì cũng khó mảnh lông knockout đọt này giúp cung cấp kali, đẩy lượng nước ra khỏi tế bào của cây, đẩy lượng nước ra khỏi tế bào của cây, bà con nhớ nha bà con, nó đẩy lượng nước ra khỏi tế bào của cây và cung cấp một cái hàm lượng kali để giúp cho trái chúng ta ngọt lên màu, và silic thì sẽ bổ trợ giúp cho cây chúng ta, cái sầu riêng chúng ta, nếu như mà bà con thấy lâu lâu nó tét cuốn mà theo chiều dọc thì thiếu silic, ông silic này ở trong này sẽ hỗ trợ giúp cho cái sầu riêng của chúng ta nó không có bị nứt nhánh theo chiều dọc, nứt cuốn theo chiều dọc, nứt trái theo chiều dọc. Silic và kali ở trong cái sản phẩm này hoàn toàn bằng hữu cơ hết và chạy trên cái nền organic hết. Một chai dày pha trong 400 lít nước. Nếu như đọt của bà con đi hơi nhiều, chúng ta có thể pha theo cái liều lượng mà cao hơn một chút xíu nha bà con nha. Còn bây giờ mua sản phẩm này ở đâu bà con? Mua ủng hộ em nha bà con, để em làm những cái video tích cực hơn, nhiều cái video hấp dẫn hơn và nhiều cái video vừa có lý thuyết và vừa có thực hành luôn nha bà con. Bye bye bà con.